tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu từ nước Đức ạ. Chiếc xe SUV, ở cái phân khúc SUV này, nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2004 và đăng ký cuối năm 2006, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được rất là nhiều rồi quý vị các bạn ạ. Lát nữa thì tôi cho quý vị các bạn xem về cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này ạ. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe được trang bị động cơ xăng 2.5 lít số tự động một cầu và chạy cầu sau. Riêng dòng BMW, mẹt BMW thì phần lớn là những chiếc xe được vận hành từ cầu sau quý vị các bạn nhé. Cho nên là chạy rất là khỏe với động cơ 2.5 lít này thì chạy rất là khỏe. Và quý vị và các bạn cũng đã biết đấy ạ, ở cái phân khúc xe sang mà ở Việt Nam mình này, nhất là đời sâu, thì giá thành cũng rất là rẻ quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 250 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 250 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe SUV hạng sang đến từ nước Đức, nhập khẩu nguyên chiếc này đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe BMW X3 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe BMW X3 2004 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe BMW X3 nhập khẩu trực tiếp từ Đức 2004. Sau 18 năm sử dụng thì chiếc xe này nó chất lượng nó như thế nào, ra làm sao thì mời quý vị và các bạn nhé. Tôi cũng giới thiệu qua cho quý vị và các bạn, thứ nhất là chiếc xe này là chúng tôi cam kết, thứ nhất là không tai nạn này, không ngập nước này, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Riêng dàn lốp này, cả cái dàn lốp 4 lốp Michelin này mới thay, vừa mới thay xong quý vị các bạn ạ. 4 lốp Michelin bản R18 này mới thay cũng rất là đắt tiền rồi quý vị các bạn ạ. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này. Sau đây mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe BMW X3 2004 này. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem là chiếc xe này sau 16 năm sử dụng nó còn tốt như thế nào, chất lượng nó còn ra làm sao, có bị đâm đụng hay có bị va chạm gì hay không. Thì mời quý vị và các bạn nhé. Sau 16 năm sử dụng, tại sao tôi lại nói là sau 16 năm sử dụng? Vì chiếc xe này sản xuất năm 2004 thì đến nay chính xác là đã được 18 năm, nhưng mà chiếc xe này đăng ký lần đầu tại Việt Nam là 2006, tính ra mới 16 năm sử dụng thôi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần đầu của chiếc xe. Đầu của chiếc xe này thì cũng đã được trang bị, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon và cái phần led này. Phần led này là chủ xe đã độ thêm quý vị các bạn nhé. Đây là cái giải led mà chủ xe độ thêm này, chứ còn nguyên bản là đã có đèn pha bi xenon. Đấy, đèn led, đèn pha còn rất là mới, rất là đẹp. Đèn gầm cũng còn rất là sáng quý vị các bạn nhé. Đấy, sản xuất 2004, đời thì rất là sâu rồi nhưng mà chiếc xe này còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Riêng công nghệ xe ô tô của nước Đức thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Từ sản xuất thì từ rất là lâu rồi nhưng mà nhìn chiếc xe này rất là mới ạ, rất là đẹp ạ. Đây là cái dàn lốp Michelin mà chủ xe cũng vừa mới thay cho chiếc xe này quý vị các bạn nhé. Đấy, dàn lốp Michelin thay từ năm 2021 đây quý vị các bạn ạ. Tuần thứ 40, tức là cuối năm 2021 đấy ạ. Đấy, đây là cuối năm 2021 thì chủ xe đã thay cho chiếc BMW X3 này là cả một cái dàn lốp Michelin rất là mới quý vị bạn nhé. Đấy, cả một cái dàn lốp này rất là mới, rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Và cái dàn lốp này là R18 này là cũng rất là đắt tiền quý vị các bạn nhé. Đấy, cả một dàn lốp này là hơn 20 triệu đấy. Cả một dàn lốp xịn như thế này rất là đắt tiền quý vị các bạn ạ. Rất là mới luôn.
chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Đấy, về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Xe thì cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led thì là độ thêm thôi, đèn led ban ngày độ thêm, đèn xi nhan tai. Đấy, đây là cái nhìn về cái phần đằng sau đây quý vị và các bạn ạ. Đằng sau cụm đèn cũng còn rất là đẹp, phiên bản BMW X3. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đuôi gió, đèn phanh trên cao đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn nhé. Cảm biến lùi, camera lùi, option thì rất là nhiều rồi quý vị bạn ạ. Và cái phần ngoại nội thất thì là chủ xe đã làm lên rất là nhiều quý vị bạn ạ, từ màn hình Android. Đấy, để tôi, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây là những cái phần keo chỉ quý vị và các bạn này, keo chỉ còn nguyên bản luôn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, nội thất thì rất là đẹp. Để tôi tắt cái chìa khóa ra cho nó đỡ kêu đã. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đây là nội thất của chiếc xe. Màn hình Android mà chủ xe đã độ lên. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi xem về cái tab bi cửa phía sau đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Nội thất rất là đẹp. Phiên bản này thì đã có cả cửa nóc, nhưng mà không biết là cái cửa nóc này tôi cũng chưa thử, không biết là còn chạy được không. Nhưng mà có cửa nóc này, chủ xe đã làm lại hết cả trần này, ghế này, đầy đủ hết cả luôn quý vị bạn ạ, rất là đẹp. Lót sàn 3D. Màn hình Android mà chủ xe cũng đã độ thêm. Đấy, tôi bật chìa khóa lên cho quý vị và bạn cùng xem nhé. Đấy. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý vị và bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được 121.878. Đấy. Đồng hồ công tơ mét 121.878. Và màn hình thì đã có màn hình Android đầy đủ hết cả rồi. Đấy. Màn hình OLED rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Camera hành trình có hết cả theo màn hình này. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu thêm về những cái phần cúp sau cũng như là những cái tắp bi cánh cửa. Đấy, ghế rất là đẹp luôn đấy. BMW logo nó cũng đã đẹp rồi cơ. X3. Camera lùi. Đấy. Camera lùi này là chắc chắn là chủ xe lắp thêm theo cái màn hình Android đấy quý vị và các bạn ạ. Đấy. Chiếc xe này thì chúng tôi mới lấy về cũng chưa có dọn rửa, chưa có dọn dẹp gì đâu quý vị và bạn nha. Tôi vừa mới lau qua một chút về bên ngoài thôi. Nói thật với quý vị và bạn là tôi còn chưa rửa, vừa mới lau qua đi một chút để quay lên cho quý vị và các bạn thôi. Đấy. Ắc quy này, ắc quy cũng mới thay xong. Ắc quy mới thay này. Lót sàn rồi này. Lót sàn 3D rồi, trần đầy đủ hết cả rồi quý vị và bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Cốp kia còn nguyên luôn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên hết đấy. Đấy, toàn bộ những cái phần keo chỉ ốc yếc là còn nguyên đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đây là chiếc tab bi cửa phía sau bên phụ đấy ạ, keo chỉ cũng còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề này còn nguyên hết.
Tôi còn chưa có dọn dẹp gì cả đây, hãy còn bẩn luôn quý vị bạn nha. Đây cho quý vị các bạn thấy được luôn, chủ xe đi còn vứt cả những cái hộp mỹ phẩm này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và đây là chiếc tab đi cửa trước bên phụ quý vị bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên đây quý vị các bạn này. À, keo chỉ này nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, tab đi rất là đẹp. Đấy, những cái này là hơi bẩn quý vị bạn nhé. Đây là do chưa có dọn rửa gì cả. Nếu như bây giờ dọn rửa đi là nó cũng còn rất là đẹp. Nội thất cũng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Màn hình Android lắp thêm. Ốc bản lề còn nguyên hết luôn đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị các bạn xem cái ốc cabo thì là mở rồi đây quý vị các bạn này. Ốc cabo mở rồi nhưng mà chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là còn nguyên bản hết đây nhá. Đây những cái keo này quý vị bạn này, keo này là còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Những cái mở cabo này ra là chẳng qua là do bị xước sát thì sơn thôi. Đấy, chứ còn cabo này là còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Chỉ có sơn thôi chứ chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây vì quý vị bạn thấy đấy ạ, nếu như bị tai nạn hay là va chạm gì thì những cái tem này nó sẽ không còn. Đây tem này còn nguyên bản này, này. Đấy, nếu đâm đụng hay va chạm gì cả thì chắc chắn nó sẽ bị mất tem. Đấy, về cái phần đâm đụng hay là va chạm gì cả thì chúng tôi cam kết rồi, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Đấy quý vị bạn nhé, chúng tôi cam kết rồi, còn nguyên bản hết đấy. Đấy, động cơ đây ạ. Động cơ này thì chúng tôi mới thay dầu hôm qua xong đây quý vị bạn nhé. Vừa mới lấy về cái là chúng tôi đem đi là chúng tôi thay dầu, thay lọc. Đây là cái lọc dầu đây quý vị bạn này. Hãy còn ẩm ướt dầu do chủ xe, do thợ lắp và người ta cho thợ người ta lắp lại, là người ta thay dầu, người ta làm vương vãi dầu ra nó bẩn thôi, chứ còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, động cơ rất là đẹp. Alo, đúng rồi, anh hỏi xe gì anh? À, xe tôi đang hết hàng rồi anh nhé. Vâng vâng. Dạ, vâng. Hết hàng rồi anh ơi, hết hàng, xe tôi hết hàng rồi anh. Vâng vâng. À. BMW cũng đã trang bị cho phiên bản X3 này là một cái khối động cơ xăng 2.5 lít quý vị các bạn nhé. Đấy, động cơ của BMW thì quý vị và bạn biết rồi đấy, rất là to, rất là khỏe. Đấy, rất là đẹp và chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý vị và bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe BMW X3 2004 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 250 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang xem clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
Mm-hmm.